kết thúc bằng cái bài nhạc phẩm quen. Dạ, xin kính chào thầy Duy Thành Tám, xin chào các bạn. Ôi sao bữa nay quảng cáo đẹp sao giống tôi vậy, chúng chơi cái màu xanh xanh nó đồng. Đường có màu tím thôi, chắc là vỏ màu tím giờ. Rồi, nhạc phẩm gì em xin cho dạ, xin gửi tới các bạn bài Tình ca cho em, tác giả Ngô Thụy Miên, và phần hòa nhạc là của nhạc sĩ Duy Thành Tám. Ôi, ngày hôm nay tôi biết vợ tôi có quen một nào tên em. Tình ca cho anh chứ. Bài Tình ca cho em. Rồi, để bạn. Thưa quý vị, Tình ca cho em. Quý vị ơi, không biết sao mà lên 9.500, 10.000 rồi. Tụi nó quảng cáo dùm cho mình đó quý vị. Rồi, em hát câu đầu để mình bắt giọng không kịp giờ đưa lên ngắm thì sao hả? Anh hát cho em bài tình ca thiết tha. Anh hát cho em dù lòng nghe xót xa. Một lần gặp gỡ đã là bao thương nhớ. Thương dáng em cười, nhớ nụ mắt bờ môi. Hình nhớ năm xưa, mùa xuân em đến thăm. Em nói yêu anh, rồi tình qua rất nhanh. Một ngày chờ đến mong tình như đã lỡ. Một ngày chờ đến mong đợi như tan vỡ. Ai đã yêu em những đêm buồn dài. Ai buồn hát những lời thiết tha chiều miên. Ai đã nâng niu đón đưa ngày tháng dài. Giờ đâu còn nữa. Chút xíu nữa bà này bà nói là cổ nói là bài Tình ca cho em từ quán không. Dạ em là nữ. Bà yêu người là nữ hồi báo thì tôi đã báo chị con ông bà báo bà còn yêu con nhỏ nào nữa. Rồi bây giờ mình chơi nhạc dứt luôn để khán giả đang buồn nó trời ơi chuyện tình của thầy sao mà nó tanh bành mà nó không có đâu có tanh bành nó mới té bẻ cho quý vị. Rồi đưa cái mặt cười đó em thanh tịnh nó ra hai đứa nhỏ vô nó cười thầy kìa trời ơi thầy sao mà thầy chuyện tình của thầy nó sẽ giống chuyện tình của Lan và Điệp thế. Chuyện tình Lan và Điệp đây. Hát nửa tiếng Việt và nửa tiếng Anh như thế này. Lần đầu tiên trên làn sóng cảm xúc ca đầu tiên hát tiếng Việt tiếng Anh. Tôi dịch được bao nhiêu tôi dịch em ơi. Good.
On the cold, cold night.
Anh A Di Đà Phật mà anh nói láo anh đọa địa ngục nha. Rồi mình stay với anh là tại vì trong tình vợ chồng nói hết sự thật, người chồng người vợ